Nơi trong video này, chúng tôi sẽ xác xa xoay vô lòng phí interface của các mục thị ArcMap. Đây là chia tầm rơi ca đồng bông tầm bây ai pra các mục thị ArcMap này ôi mình sẽ tập việc bùa. Đối với môn nâng cầm đá các mục thị ArcMap của dân trời cho các Windows Explorer hay dân cho các Drive C, Record Drive D. Và tầm tiết của dân cho các folder mê riêng của dân. Hay dân cho các folder T7 của Video Exercise Data File. Sạpada T1 của Việc 1. Một tầm tiết thì dân trâu Extract Exercise Data File Lake Zone 1 Zone 2 này. Rồi dân Right Click Alert File này. Rồi chờ ra dọc Extract to Zone 1 Zone 2. Một tầm tiết thì dân trâu mình cho Password để trong ca nghi bản tông bản ta bàn bản tàu chún. Rồi chọn OK. Một tầm tiết Extract bàn lái thì dân ai Delete File này cháu. Hai dân cho tất cả folder thì dân Extract bán. Với năng dân được khơi tí mũi cư dân biên folder mũi chúng ta chia data. Hai bởi dân cho được nó này cư dân được khơi biên file chỉ trán. Đây là thông việc bởi chạy của tế file này cư kỳ hạt là shape file. Chắc nhóm thì lọt trên mặt rau với nhau dân được khơi biên file mũi tiết cư chỉ file để miền extension kháng chống được tùy file kháng chống này cư âm mạch đi. Này cư chỉ file robot cầm thì map hay đặc biệt bởi chạy của tế kỳ hạt là map document. Chắc dân ai double click lên file này viên được bao nhiêu mình cầm thì map ở dân tay mà đón. Một toa bị ban bang ArcMap thì dân ai cho nhận lời bút tông maximize này là bởi việc pin screen. Hai khi ai chặt layout toolbar này mà tại khang lớn. Hai khi mình bật toolbar cho một GPS này chào sẵn. Chắc lúc này khang lớn này ArcMap dân được khơi cho một file thì dân cầm phong bác. Đại file này cứ mình cho một thả zone 1 zone 2 getting to know ArcMap 97. Chỉ buôn lấy 97 này cứ chỉ lấy được trong ban một cái tầm 7.5 tham file này cứ ai bạc bán chỉ mỗi cam thì ArcMap chặt bị version 4.7 làng tàu. Nộp này kháng cao này chúng mua bằng map document cứ dân hào thả menu. Nộp này cứ dân miền file menu. Về để dân chọn là vía dân được khơi miền menu cho máu. Hai edit menu, view menu, bookmarks menu, insert menu, selection menu, geoprocessing menu, customize menu, window menu nâng help menu. Nộp này kháng cao này menu cứ dân được khơi miền standard toolbar để nhóm ô chênh kháng cao này là bởi ở việc chênh chúng mua. Hai là lời thứ ba này cứ miền bút tông chỉ trán để dân ai pra là bay mình chia từ lời ArcMap. Trong bản thân dân tiên thứ ba này một tiết. Thứ ba này cứ miền chmua thả tools. Hai đồng tông nó có miền bút tông chỉ trán được nè. Hai chấm này thứ ba này cứ miền chmua thả layout thứ ba. Chấm phút thứ ba này mỗi nửa mũi cứ dân ai chạp tiên về cho tạo đạn này còn lại nào mũi để dân chọn đạo tì ho thà nhầm tạo này còn lại đấy. Hai chấm phút thứ ba này nhầm tạo ai chỉ mỗi nâng khang đấy. Hai layout toolbar nhưng mình dùng ở tại khang lên này. Dân ai vừa ca mình thêm toolbar sang tiết bán rồi dân cho can cật lại view này. Hai right click là lời viết. Còn toàn một tiết cứ dân raw toolbar để dân trong bán đầu tiên ta trong cản này nick nhưng được add toolbar một tiết một thằng draw. Hai nhưng được chặt tiền draw toolbar này mà đã được này khang crown này. Person bây dân trong bật toolbar nào mỗi dân còn để tiền viên màu khang cánh. Hai dân chọn lời bút tông close này. Person bây giờ trong how to bar này mà vẫn cứ dân right click lại son thì đá hay dân cho rơi mua robot toolbar này. Rồi có dân cho được can customize toolbar. Hay dân select color mua toolbar để dân trong how control. Thì họ ta trong cả này nhóm đừng how toolbar draw này thì lọt một quánh. Hay dân chặt tiền với dùng mà đạp này thằng crown này. Nó này thằng chơi này panty này dân được khơi tiệm mua how the table of content. Hay table of content này cứ chia page window. Tại dân ai cho là room auto 2 này, viên thằng 2 window. Nó bây là dân đạm màu từ lời viết viên thằng trên một quánh. Hai bà sân thì dân trong đào chọn lời nắng cứ dân ai cho là pin. Hai bà dân trong chạp tiền về màu khẳng cái của dân ai tiền màu bán. Bà sân bà dân trong tiền window này tạm là cái lại nào mũi cứ dân trời cho là màu chuê nhà chóp. Hai dân chạp tiền và tỏa máu viên thằng trên nhà room thả tay dân trong đại khẳng lỡ. Dân trong đại khẳng stamp. Dân trong đại khẳng crown. Rồi mũi của dân trong đặt hàng chuyển. Và sân bởi dân trong bật window này cứ dân còn để cho nhận lời close button được thế. Hai tầm bay ai hào window này lọt một bên bán cứ dân trâu châu là can window menu. Và tầm tiết cứ dân trâu cho nhận lời mua bỏ window để dân trong hào châu mà quỳnh. Thì họ là trong cả này nếu trong hào table of content là lọt mà quỳnh. Đôi tình nạc ngọt địa bàn khơi một này. Nó trong cảm thì ArcMap cứ miền thu chỉ tràn. Hai tool mà chấm nuôn cứ việc tầm nà ca chỉ muốn nâng license là bỏ ArcMap. Chấm này tool mà chấm nuôn tiết cứ việc tầm nà ca chỉ muốn nâng license là bỏ extension. Đây là extension này cứ tra ca tên mình thay mà sân bởi dân tên license phải cả. Lúc này bay ai pra thu tiếng off ban tầm đó cứ nè tiếng off nè tới châu tới ba extension tiếng luôn. Rồi dân châu tới can customize menu extension. Hãy dân chọn thích là extension thì mỗi thằng bay ba về. Rồi chọn close thằng bay bật tiếng này. Một tầm tiết thằng bay mình chia ca error là pay là nè tiếng off nè ran thu mà chấm luôn. Cứ dân tới châu tới can geo processing menu. Chờ đợi geo processing option. Rồi dân đọ thích chỉnh phí enable background processing. Cứ từ xa background processing này cứ về miền bánh 2 chỉ muốn năng CPU mùi chụp nguồn. Một tóm tiết cứ thế đằng bay bật tiếng này. Nơi option trong crowd tiết để nẹt ngọt thì cua tại thuở cứ châu được can customize ArcMap option. Hai nơi general tab này cứ miền option mùi để nẹt ngọt thì cua tại thích gió cứ chung mô tha make relative path the default for new map document. ខ្ញុំសូមជម្រាបថា relative path នេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅពេលដែលយើង save ឯកសារផែនទីរបស់យើងឬក៏ map document នេះប្រសិនបើយើងអត់បាន save ជា relative path ទេបានន័យថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា copy file នេះចេញពីទីតាំងដើមរបស់វាគឺមិនអាចបើកចេញបានទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំត្រឡប់មកកាន់ folder នេះវិញអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញមាន file mxd នេះហើយ file mxd នេះបច្ចុប្បន្នគឺវារក្សាទុកនៅក្នុង drive C ECS folder លេខ 03 ហើយ bạn យើងឃើញមាន file នេះដូច្នេះបើសិនបើខ្ញុំអត់បាន save ជា relative path ទេហើយខ្ញុំ copy file នេះយកមកដាក់ drive D ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើក file នេះប្រកាសជាបើកអត់ចេញទេទោះត្រាណាតែអ្នកទាំងអស់គ្នា save វាជា relative path អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើតកម្មវិធី ArcMap វិញហើយចុចលើ ប៊ូតុង OK នេះដើម្បីបិទទាំងនេះហើយយើងអាចពិនិត្យមើលថាតើផែនទីនេះវា save ជា relative path ឬអត់ដែលយើងចូលទៅកាន់ file menu map document property បន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅក្រោម path name នេះគឺវានឹងជាប់ tick មួយឈ្មោះថា store relative path to data source បានន័យថាឯកសារផែនទីនេះគឺយើងអាច copy ទៅកាន់ drive C យើងអាច copy ទៅកាន់ drive D ឬក៏យើងអាច copy ទៅកាន់ folder ផ្សេងទៀតឬក៏ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រផ្សេងទៀតហើយយើងនៅតែអាចបើក file ផែនទីនេះបាន click OK ដើម្បីបិទទាំងនេះ